Rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào anh Vũ. Anh chào Kim Thảo. Anh Vũ ơi, ngày hôm nay là ngày rằm tháng 6. Kim Thảo nghĩ rằng là quý vị khán giả cũng sẽ giống như Kim Thảo, đang mong muốn là chương trình sẽ chia sẻ một công thức để thực hiện một món ăn chay. Anh Vũ có sáng kiến gì không ạ? Chắc chắn rồi, ngày rằm thì mình phải giới thiệu đến khán giả món ăn chay, đúng không em? Dạ. Và thưa các bạn, năm nay thì năm nhuần, nhân ngày rằm tháng 6 này tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn chay với những nguyên liệu khá là quen thuộc. Mời các bạn cùng theo dõi thực hiện món viên đậu hũ sốt nước tương. Thưa các bạn, để làm món này chúng ta cần chuẩn bị đậu hũ trắng 2 miếng, nấm đông cua tươi, cải thìa, dầu mè, đậu chua băm nhuyễn, gừng băm, hành bơ rô băm, bột mì, bột năng, nước dừa tươi, một số gia vị thông thường và hạt nêm Aji ngon từ nấm hương và hạt sen. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt lên đây một cái chảo nước. Nước sôi, chúng ta sẽ luộc cải thìa và nấm đông cô. Bên cạnh đó chúng ta chuẩn bị sẵn tô nước đá lạnh các bạn. Chúng ta luộc rất là nhanh các bạn, khoảng độ chừng 2 phút thôi. Rồi chúng ta sẽ vớt ra. Rồi đậu hũ trắng cho vào nước sôi trụng nhanh. Dạ. Và thưa các bạn, đậu hũ sau khi chúng ta trần nhanh qua nước sôi, chúng ta dùng cái khăn sạch chúng ta vắt cho ráo nước như vậy để cho viên đậu hũ được chắc nha các bạn. Chúng ta dùng nĩa chúng ta tán nhiệt. Rồi chúng ta bắt đây một cái chảo nhỏ cho dầu ăn vào. Cho đây hành bơ rô khoảng chừng một chén cùng với lại phân nửa lượng gừng băm. Sau khi chúng ta thấy gừng và hành bơ rô vàng, chúng ta sẽ cho đồ chua vào xào. Dạ. Xào vừa thôi. Dạ. Tắt lửa, cho vào trong đậu hũ như vậy, trộn đều. Chúng ta nêm vào đây một muỗng canh hạt nêm Aji ngon từ nấm hương và hạt sen, nửa muỗng canh đường, một muỗng cà phê tiêu trắng xay, 2 muỗng canh bột mì. Thưa các bạn, chúng ta nên trộn vào đây một ít bột mì để tạo độ kết dính cho viên đậu hũ. Tiếp tục chúng ta bắt đây một cái chảo nhỏ để chúng ta làm sốt nước tương. Cho vào đây dầu mè, cho lượng gừng băm còn lại vào xào, cho nấm đông cô vào, sốt nhẹ qua. Kế tiếp cho vào đây 2 chén nước dừa. Chúng ta nêm vào đây 2 muỗng canh nước tương Phú Sĩ và 1 muỗng canh hạt nêm Aji ngon từ nấm hương và hạt sen, 1 muỗng canh đường và bột năng. Vừa cho vừa khuấy nhẹ như vậy. Chúng ta bắt đây một cái chảo dầu. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ viên đậu hũ và cho vào dầu mình chiên, đúng không anh Vũ? Đối với kiểu vo viên này, chúng ta có thể vo bằng 2 chiếc muỗng như vậy. Thưa các bạn, chúng ta dùng 2 chiếc muỗng để tạo hình quả trám, để cho món ăn chúng ta có hình đẹp mắt và lạ hơn. Rồi, những cái viên nào nó vàng chúng ta gấp ra ha. Dạ. Chúng ta lấy cái chảo dầu khi nãy chúng ta trút bớt dầu ra cho cải thìa đã luộc vào, chúng ta xóc nhanh. Dạ. Chúng ta xào nhanh nha. Chúng ta nêm vào đây khoảng chừng nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon từ nấm hương và hạt sen. Chúng ta thêm vào đây một xíu nước. Chúng ta xóc đều như vậy là được. Rồi xong, chúng ta chỉ cần ra dĩa như vậy. Cứt tương với nấm ở trong đây, chúng ta sẽ cho ra từng cái như vậy. Rồi chan sốt ở dưới, sẽ thả những cái viên đậu hũ này lên như vậy nha. Gừng chúng ta cắt sợi, ớt lá. Chúng ta thấy nha, món này là có rất là nhiều đạm từ thực vật, ví dụ như là đậu hũ hoặc là nấm đông cô nè. Dạ. Và có nhiều cái rau xanh và chất xơ này kia, và tí xíu chất béo từ dầu ăn và dầu mè nữa các bạn. Rất là hài hòa và cân bằng dinh dưỡng. Anh mời em. Dạ em cảm ơn anh Vũ. Thưa quý vị, đây là một món ăn chay rất là ngon. Viên đậu hũ thì bên ngoài giòn nhẹ nè, bên trong thì mềm và rất thấm vị. Chấm với lại nước sốt có màu cánh gián rất là đẹp anh Vũ ha. Và thơm mùi nước tương Phú Sĩ và có mùi gừng nhẹ nhẹ. Ăn chung với lại nấm đông cô rất là tuyệt vời. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có một món ăn đầy đủ dinh dưỡng mà ăn lại rất là ngon. Chúc quý vị và các bạn có thêm một món ăn thanh tịnh trong những ngày rằm. Và nếu muốn xem lại chương trình ngày hôm nay, quý vị có thể truy cập vào trang web mongngonmoinngay.com. Đến đây thì đầu bếp Khanh Vũ cùng với Kim Thảo sẽ được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại.